Chị Cà Chua xin chào tất cả em. Các em thấy gì không? Đây là một cái giỏ đầy kẹo của chị Cà Chua đó. Chị vừa đi xin kẹo về. Ở nước ngoài vào mùa Halloween, các em bé thường là cầm những cái giỏ này để đi xin kẹo. Lúc mà đi xin kẹo thì có rất là nhiều tình huống xảy ra. Cho nên bây giờ các em hãy xem lại những tình huống mà chị Cà Chua đã đi xin kẹo được. Và các em hãy bình luận bên dưới cho chị Cà Chua biết là các em thích tình huống nào nhất, các em thấy tình huống nào hài hước nhất. Và nếu như các em thích video này thì hãy tặng cho chị Cà Chua một like. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại thôi. Có gì không con? Chúc mừng Halloween, cho kẹo đi chú. Chú cảm ơn nha, kẹo hả? Đây có liền. Wow, nhiều kẹo quá chú ơi. Hôm nay là Halloween á. À đúng rồi, đúng rồi. Cô vô kìa, xin quà đi. Cô ơi, hôm nay là Halloween á, cô có cho quà bọn em không? Đúng rồi cô tặng quà đi. Halloween à? Halloween á là cái ngày lễ của ma quỷ. Tôi đâu có phải ma đâu, xin kẹo tôi làm gì? Mà tôi cũng rất là sợ ma. Tôi cấm làm chuyện nhắc đến ma ở đây, hiểu chưa? Học cũng lo mà học đi, suốt ngày chơi bời mệt với mấy anh chị này quá. Tôi đã nói rồi nha, tôi rất là sợ ma nên là tôi cấm nhắc đến ma quỷ gì ở đây nữa nha. Học bài đi. Có gì không? Halloween, kẹo. Chỉ được lấy một cái thôi. Nhiều quá đó. Cô ơi, hôm nay là Halloween đó. Mà đợt vừa rồi bọn em được học sinh giỏi nè, không có quậy phá cô ạ. Ừ, được, rất là tốt. Ui, cô tuyên dương cả lớp nha, các em thật là giỏi. Tháng sau nhớ cố gắng nữa nha. Cho nên hôm nay cô hãy tặng quà cho tụi em đi cô ạ. À đúng rồi nhỉ, hôm nay là Halloween. Mà Halloween là phải có kẹo đúng không? Yên tâm, cô đã chuẩn bị kẹo đây rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát kẹo cho các em nha. Dạ, cháu chào chú. Chúc mừng chú Halloween. Chúc chú luôn vui vẻ, trẻ khỏe và sống lâu trăm tuổi. Chú cho cháu kẹo nha. Được rồi.
cháu chào chú. Hôm nay là Halloween, cháu chúc chú nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Chú ơi, chú cho cháu xin. À, xin quà Halloween phải không? Chú biết rồi, ok. Đợi chú lấy nhá. Đây, chú biết hôm nay là ngày Halloween, chú đã chuẩn bị rất là nhiều đồ. Đầu tiên đó là chai tương. Cái này là tương sốt chua ngọt. Đây, tương ớt, nước mắm, dầu ăn. Cháu muốn lấy cái gì? Cháu tới xin kẹo mà chú cho cái gì à? Thôi chú giữ anh luôn đi, bye bye chú. Bên đây. Wow, Halloween mà không lấy à? Gì vậy, gì vậy? Phá nhà người ta hả? Ồ, dạ không, không. Tại gió to quá chú. Chú ơi, chúc mừng chú Halloween, chú cho cháu kẹo nha. Ủa mà Halloween là ngày gì mà xin kẹo cháu? Ủa, Halloween mà chú cũng không biết nữa hả? Halloween là một ngày lễ hội rất là nhiều ma quỷ đó chú. Ma quỷ hả? Ui, ghê quá. Ủa, nhưng mà cháu tên gì? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi? Cháu học lớp mấy rồi? Nhà cháu ở đâu? Cháu con ai? Cháu đến đây làm gì? Dạ, cháu hả? Cháu tên là Nguyễn Thị Cà Chua. Cháu là con bố mẹ cháu. Cháu năm nay 14 tuổi. Nhà cháu ở gần đây thôi. Cháu đến đây hả? Cháu đến đây để xin kẹo chứ làm gì? Thế vậy bây giờ cháu muốn lấy kẹo gì? Cháu hả? Cháu thích nhiều lắm á. Cháu thích ăn sô-cô-la nè, ăn kẹo mút nè, ăn kẹo dẻo nè. Nói chung là cháu thích nhiều lắm á. Thích nhiều quá ha. Nhưng mà chú không có cháu ơi. Thôi về đi. Cái ông này hỏi quá trời hỏi luôn, không cho người ta một cái kẹo nào hết. Biết hôm nay ngày gì không? Hôm nay hả? Halloween chứ ngày gì? Ủa, biết vậy rồi còn có quà cho tôi không? Tất nhiên là có rồi. Đâu. Ủa, về rồi ông có quà cho tôi không? Có, bà tặng quà tôi trước đi rồi tôi tặng quà cho bà. Ông rất là thích ăn bánh Oreo đúng không? Đúng rồi. Tặng này. Cảm ơn tôi đi. Cảm ơn, to quá. Rồi, bà rất là thích chơi hộp Bobbin Queen phải không? Đúng rồi. Tôi tặng cho bà một hộp Bobbin Queen to luôn. Vậy nha. Chú ơi, cho kẹo đi chú. Mệt quá, cái sớm gì đâu á. Xin từ sáng giờ nè, không được một cái kẹo nào hết trơn á. Bực cả người. Kẹo hả? Đợi đó nha. Đợi gì kẹo này. Ơi, vậy là chị Cà Chua vừa kết thúc chuyến đi xin kẹo của mình. Có rất là nhiều tình huống dở khóc dở cười đúng không các em? Chị đã xin và cướp được rất là nhiều như thế này nè. Không biết là các em thích tình huống nào nhất. Nếu các em thích thì hãy để lại comment bên dưới cho chị Cà Chua biết với nhé. Còn bây giờ bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau. Chị có một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là xử lý hết số kẹo vừa xin đây.